chúng ta hãy nhổ một tràng vỗ tay thật lớn để gửi một lời cảm ơn trân trọng đến khu du lịch Mộc Châu Island. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì khu du lịch Mộc Châu Island đã đóng góp rất nhiều đến nền du lịch của Mộc Châu. Đây là cầu bánh bánh long. Dạ, hãy xếp xe ra phía ngoài kia giúp em ạ. Bùi Liệm. Bây giờ anh em mang Bùi Liệm đi cầm vào cứu xe. Để cầm vào cứu xe đổ đạc. Kì không? Oh.
mã hay lại luôn. Xe vào xe tiếp kìa. Bài bãi lìm. Đào hố luôn rồi. Đánh Thịnh ở dốc lúc đồi ngô, quyết tâm không để lép, mình đã phải quay lại đây là rất lâu rồi, mình đợi đến thấy là đang ngã âm ở dưới kia có một người anh đi ngang khó phết, bò lên mẹ khỏe tay tí, nhưng mà nhìn được 10 mét nhỉ, 20 mét, 15 mét. Ngay đây rồi. Vậy chỉ dám đi 40 km. Vẫn